Em thì hôm nay mình sẽ cho anh em biết được rằng một cái sự thật, đó chính là anh em mua máy cũ á, hiện tại á, đa số tất cả những cái máy mà đang bán trên thị trường, mình không nói tất cả nhưng mà đa số là những cái máy anh em mua cũ lại hiện tại thời điểm năm 2023 á, thì nó đều bị sửa số lần sạc của pin nha anh em. Đây là một cái cục pin của Mavic Mini 1 mà mình sẽ cho anh em xem cái số lần sạc của nó. Đây là số lần sạc thật luôn nè, 332 lần sạc anh em, của pin Mini 1 nha anh em. Và nó vẫn còn sống nhăn nha. Nó báo nè, battery cycle count approaching limit relay battery properly. Tức là sao? Tức là nó báo là cái pin pin này nó có cái số lần sạc quá trời nhiều rồi, anh em nên thay cục pin khác đi. Nhưng mà cái vấn đề đó không phải là vấn đề quan trọng. Vấn đề quan trọng là anh em biết là gì không? Đó chính là anh em mua những cái con máy mà Mavic Mini hoặc là Mini 2, Mini xe gì ở thời điểm năm 2023 mà anh em thấy người ta quảng cáo là pin dưới 10 lần sạc hoặc là 10, 15, 20 lần sạc gì đó. Thì mình nói với anh em thật sự là khoảng mình đoán thôi, khoảng 80% là những cái viên pin đó đã bị sửa số lần sạc nha anh em. Khoảng 80% là nó sẽ bị sửa số lần sạc ha. Nha, đó. Và đây là cái viên pin 300 mấy lần sạc nè anh em thấy không? Đó, 3.47V ha. Đó, nó sụt áp nè. Anh em coi nè, bây giờ mình hạ cánh lại nè. Để mình hạ cánh xuống cho em coi điện áp của nó. Từ từ. Ha, điện áp mà khi không có tải nè là 3.75V đi. Cứ cho là 3.75V đi. Và khi nó có tải nè anh em. 1 2 3 lên. Đó. 3.45V nghe anh em. Điện áp nó sụt xuống rất là thấp nha. Thì đây là theo mình là cũng là một cái cách để anh em có thể đánh giá được là cái viên pin này nó còn chất lượng tốt hay không ha. Không dựa vào số lần sạc nha anh em. Không dựa vào số lần sạc mà hãy nhìn vào điện áp của nó. 332 lần sạc và anh em khi thấy khi có tải lên thì điện áp nó sụt thấp đến cỡ nào ha anh em. Nó sụt, điện áp sụt rất là thấp luôn ha. Đó, điện áp nó sụt vô cùng thấp luôn. Và khi anh em đi mua những cái máy bay cũ, đặc biệt là Mavic Mini nha, hoặc là Mini 2, Mini xe gì đó mà anh em thấy số lần sạc 5-10 lần sạc nha, thì anh em phải suy nghĩ ngay trong đầu liền, phải nhảy số ngay trong đầu là cái viên pin này ha, nó có vấn đề ha, nó có vấn đề nha anh em. Nó viên pin này chắc chắn là có vấn đề, là vấn đề, và cái vấn đề đó chính là cái vấn đề là số lần sạc nó đã bị sửa nha. Những cái viên pin mà Mavic Mini 1, Mini 2 á, mà còn nguyên zin, mình không có nói pin hay sale nha, còn nguyên zin là hầu như là tất cả đều đã bị sửa số lần sạc hết rồi anh em, chắc chắn luôn á. Tới thời điểm năm 2023 rồi mà còn 10 lần sạc, 20 lần sạc, 30 lần sạc, thực sự là nó là một cái gì đó rất là, mình cũng không biết nói sao. Mà mình, anh em cứ nhìn vào cái khoảng điện áp mà khi chúng ta bay và khi chúng ta đáp ha, nó chênh lệch nhau nhiều là tự hiểu là cái viên pin nó đã bị sửa số lần sạc nha. Chứ đừng nhìn vào số lần sạc, nhìn vào số lần sạc sẽ không biết được gì đâu, vì giờ cái tình trạng sửa số lần sạc nó rất là nhiều luôn. Mình nói thật với anh em là hầu như viên pin nào bán ra trên thị trường này cũng đều bị sửa số lần sạc hết. Và đặc biệt là những anh em mà buôn bán chuyên nghiệp, mình không nói nó đụng chạm tới cái miếng cơm, chén cơm của người ta, nhưng mà anh em hạn chế sửa số lần sạc, có sửa cũng vừa thôi nha. Sửa quá thì sửa lần, sửa từ vài trăm lần sạc mà sửa về còn có 10 lần sạc, 20 lần sạc thì thực sự là anh em đang hại ha, hại những anh em chơi ha, và tăng cái tỷ lệ rơi rụng máy nhiều hơn ha. Thấy không, báo 70 mấy phần trăm vừa bay lên tí xíu thôi, báo là battery low nè, low battery voltage supply with caution nha. Đây là cái viên pin không bị sửa số lần sạc nha, đây là viên pin không hề bị sửa số lần sạc, viên pin này nó còn nguyên zin luôn. Nhưng mà anh em thấy điện áp á, điện áp cực kỳ thấp, điện áp cực kỳ thấp luôn. 300 mấy lần sạc rồi thì đương nhiên là cục pin nó quá trời tả rồi. Và sự thật là mình khi mình đi mua pin Mavic Mini 1 hoặc Mini 2 về để mình độ, để mình thay sale rồi đó, thì những viên pin mình mua về 5-10 lần, 20 lần nó cũng tình trạng giống y chang vậy luôn. 5-10 lần sạc mà vừa bay lên thôi, điện áp nó sụp xuống một cách rất là nghiêm trọng luôn. Nhìn vào cái số lần sạc thì ôi giời ơi, 5-10 lần thì chắc chắn viên pin này nó là viên pin đã bị thay số lần sạc rồi. Đặc biệt là viên pin của Mavic Mini 1. Mini 1 nó không có phù nha anh em, nó là pin 18650 cho nên nó không có phù. Mà chính vì nó không có phù, không có bất kỳ một cái cách gì để chúng ta có thể nhận ra được, nhận biết được là cái viên pin này nó tình trạng nó sao, tại vì nó không phù cho nên không nhìn, không có biết được tình trạng nó.
thà rằng nó như pin của Mini 2 ha, nó cũ nó sẽ phù lên, nó phù lên thì chúng ta nhìn chúng ta sẽ biết được ở đây là cái viên pin nó đã bị xuống cấp, nó đã bị giảm chất lượng ha. Còn viên pin Mini 1 là coi như gần như là nhìn sẽ không bao giờ biết được nha. Mà chính vì nhìn không bao giờ biết được thì anh em rất là dễ mua lầm những cái viên pin mà nó bị sửa số lần sạc và sửa rất là mạnh tay luôn, từ vài trăm lần sạc sửa xuống vài chục lần sạc, và cái viên pin rất là tả, rất là tệ. Thế anh em bay đang bay đang bay sụp áp phát rơi bụp mất tiêu máy rồi xong nha. Và cái hậu quả là anh em tự chịu ha. Đó, và người bán thì người ta đương nhiên là khi người ta sửa số lần sạc thì anh em biết chuyện gì đó, người ta sẽ bán được với giá cao hơn, đúng không? Đó, người ta sẽ bán được với giá cao hơn, và chuyện về sau thì người ta không quan tâm nha. Anh em bay anh em rụng anh em rớt gì đó là kệ anh em đó, tôi không quan tâm, tôi bán cái viên pin được giá thôi. Còn giờ tôi hỏi anh em chứ nếu mà anh em bán một viên pin mà 100-200 lần sạc hoặc 300 lần sạc giống như vậy thì anh em nghĩ giá của nó cỡ nhiêu? 100.000 cao lắm 200.000 nha. Trong khi anh em sửa xuống 10 lần sạc, 20 lần sạc, 30 lần sạc, anh em bán được 400.000, 500.000, đúng không? Thì đương nhiên là người ta sẽ sửa thôi, chắc chắn là người ta sẽ sửa thôi đó. Thì đừng, mình không thể nào mình nói được cái vấn đề đó liên quan đến vấn đề gì lương tâm đạo đức của cái người bán thôi nha. Nhưng mà người chơi nè, cái người chơi là cái người sẽ phải chịu hậu quả, sẽ phải gánh chịu hậu quả của cái vấn đề sửa số lần sạc nha. Vậy mình nói với anh em là khi anh em mua pin về, anh em hãy bay thử test giống như mình nha. Lúc chúng ta xem cái điện áp trước khi có cánh và điện áp trong khi có cánh, trong khi bay đó, thì mình so sánh mình thấy cái khoảng sụt áp nó lớn quá. Thông thường nó sẽ sụt khoảng ví dụ như 4V thì nó sẽ sụt xuống khoảng 3.9, 3.92, 3.94 là viên pin nó còn ngon ha. Mình nói ví dụ thôi nha, nó tương đối thôi, nó không có phải nó chính xác lắm. Nhưng mà ví dụ như nó đang chưa có cánh đó, nó là 4V thì khi bay lên nó sẽ khoảng 3.9V, 91, 92, 93 thì nó cũng là 3.9V. Thì viên pin nó còn ngon nha. Giống như nãy của mình thấy không? Nó đang là 3.7 mi mấy V, 3.75V, bay phát lên nó còn có 3.5V. Tức là sao nó sụt quá nhiều luôn, nó sụt quá trời nhiều luôn, thì viên pin đó chắc chắn là viên pin nó đã có vấn đề ha, nó đã bị chai ha, nó đã bị chai, cụ thể nó đã bị chai nha. Có thể là nếu mà nó pin mà Mini 2 nó không phù thì nó vẫn có chai luôn. Nó không phù thì nó vẫn có pin chai. Nha, không phù vẫn có pin chai chứ không phải không có. Thì anh em phải lưu ý về cái vấn đề ha. Chúng ta bay thử tải, và tốt nhất khi mua những cái viên pin cũ này nè thì anh em nên bay tại chỗ trước 1-2 lần đi, để chúng ta đánh giá cái tình trạng pin cái để bay cho sung ha. Đừng có thấy mà viên pin ơi có 10 lần sạc, 20 lần sạc, cắm vào máy một phát bay vít lên 200-300 mét rồi nó tụt áp phát một quay trở về không kịp, rơi máy và sập ha anh em. Ok, thì đây là cái kinh nghiệm của mình khi mà mua những cái viên pin cũ nha. Đó, anh em lưu ý ha, mình chia sẻ với anh em thật lòng thật tình ha. Đây là một cái viên pin là mình chỉ cho anh em coi là anh em thấy rồi đó ha. Đó thì anh em lưu ý ha, phải lưu ý để biết được cái viên pin mình mua nó có thật sự là nó ok, nó good không nha nha anh em. Ok anh em, lên mới bay được con chút xíu là hết pin này, tại cục pin nó quá chai nha, cục pin này nó quá chai luôn. 3V 8%, nó tụt rất là nhanh luôn, nó tụt veo xuống và hầu hết là nó còn giữ ở cái mức điện áp thấp thôi nha. Và nhiệt độ nè, 62 độ C, anh em thấy kinh khủng không? 62 độ C, mình mới bay được có một lát à, mới bay được chưa được 10 phút nữa 62 độ C, chuẩn bị bước vào 63 độ C luôn. Và điện áp thì lúc nào cũng nằm ở cái mức thấp, là điện áp ở mức thấp cỡ như vậy thì anh em khó để có thể duy trì được chuyến bay mà nó an toàn ha, đặc biệt là khi ra gió ha. Này mình đang bay tại chỗ, mà tại chỗ không có gió không có gì hết, nó không cầm cự nổi nha anh em, nó cầm cự rất là yếu ớt nha. Đó, và nếu mà anh em bay ra trời gió này kia, bay ở cái khoảng cái tầm cao nó cao ha, và bay ở tầm xa nó xa thì chuyện gì xảy ra thì không thể biết được nha. Đó anh em lưu ý nha, lưu ý khi mua pin cũ nha, pin cũ bây giờ bị sửa số lần sạc rất là nhiều luôn nha, không phải tất cả nhưng mà nó rất là nhiều, quá phổ biến luôn rồi. 70-80% là pin cũ là đều bị sửa số lần sạc hết, và đặc biệt là những anh em sửa số lần sạc thì chúng ta sửa có lương tâm chút xíu, sửa vừa thôi, đừng sửa quá, sửa gì mà quá giờ sửa luôn, từ vài trăm lần sạc mà sửa xuống còn có 10 lần sạc, 20 lần sạc coi được không, anh em cũng phải cân nhắc ha. Mình làm cho nó có tâm chút xíu, mình đang tự hại dân mình đó, mình đang giết chết dân mình đó ha. Tăng tỷ lệ bán hàng ha, tăng tỷ lệ thu tiền vô trong túi ha, nhưng mà vô tình hại rất là nhiều người luôn nha nha. Nói để biết là anh em giờ sống nó kỳ quá à. Nha,
vì có cái vấn đề là chiếc cơm manh áo mà anh em thì anh em hại nhau ha, để cho tăng tỷ lệ rơi rụng quá trời luôn ha anh em. Nó tệ thật sự luôn á, quá tệ luôn, 68 độ C luôn nha, xả tới cuối chu kỳ 68 độ C luôn, kinh khủng. Máy bay không duy trì nổi luôn cái lực nâng luôn á, kinh khủng thật. 70 độ C, 70 độ C, 70 độ C luôn, 70 độ C luôn, kinh khủng. Viên pin nha, và mà viên pin giống như vậy mình gặp rất là nhiều luôn nha. Tại viên pin này nó hiển thị đúng số lần sạc á, nó hiển thị đúng số lần sạc thì mình đánh giá được dễ đó, bằng mắt đó. Còn mà không có hiển thị số lần sạc thử đi rồi anh em sẽ thấy việc đánh giá nó cực kỳ nan giải luôn nha. 71 độ C luôn rồi. Rồi mình cho nó đáp luôn anh em ơi. À, kinh khủng. Đó, sau khi nó đáp rồi 72 độ C ha là nó trả điện áp, là anh em thấy tham thấy ham không? À, thôi, bỏ đi, ok anh em.